Rồi, xin chào quý anh chị và các bạn trở lại với chuyên đội Hồng Xe Hơi. Everest xanh thiên thanh, nó chỉ còn là quá khứ. Hiện nay thì Everest hay một số dòng như Ranger chúng ta đã đổi mã màu xanh rồi, xanh đá như này nhá. Hình ảnh trực tiếp này. Đây là phiên bản cao cấp nhất hai cầu biturbo. Giá niêm yết vẫn là 1.399.000.000 đồng. Và trong tháng tới này thì bên em đang có chương trình khuyến mại giảm từ 70-80.000 đồng, tặng kèm phụ kiện theo xe. Thì để được cái giá khuyến mại và phụ kiện ngon nhất, hợp lý nhất tại từng thời điểm của anh chị đang xem video, thì vui lòng liên hệ trực tiếp với em Hùng qua hotline đang đính kèm ở trên màn hình. Hai cầu titanium, làm mưa làm gió một thời về công nghệ 2018 này. Xe đầu tiên, gần như là xe đầu tiên trang bị hệ thống phanh radar này, dưới biển số này. Đây, cái cục này. Đấy, là cục radar này. Và hệ thống giữ lệch làn đường, camera ở trên gương chiếu hậu nhé. 2021 thì là bản nâng cấp thứ 3 rồi. Chúng ta có đèn halogen thay bằng đèn LED này, full LED này. Cứ ống vuông là bóng LED nhé. Mặt lưới tổ ong mới đi kèm chữ Everest thể thao, ngày xưa các bác hay mất tiền độ đấy. Mâm xe, đầu xe vẫn không thay đổi, 6 cảm biến, có hệ thống hỗ trợ lùi đỗ. Thân xe thì la răng vẫn thế. Đấy, vẫn phân biệt bằng mang cá biturbo này. Xe được trang bị sẵn bậc lên xuống, chìa khóa thông minh. Nói chung là cứ dắt túi quần thì các bác khóa xe mở, xe không phải bấm chìa khóa hay là không phải thao tác quá nhiều. Đá cốp rảnh tay, 4 cảm biến sau, cảnh báo phương tiện cắt ngang. Nói chung là full hai cầu toàn thời gian. Đấy, cái này nó hai cầu toàn thời gian nhé. Các bác nào mặc định là xe chịu lực cả 4 bánh, đấy, bác nào đi thì chuyển chế độ thì chỉ cần chuyển về hai cầu nhanh hoặc hai cầu chậm thôi. Đây, trong khoang nội thất này. Đấy, xe thì thật ra nó sẽ hơi tiếc là ở phiên bản update hiện nay thì Ford Everest chúng ta lại update giảm đi một số tính năng để phù hợp hơn về mức khuyến mại. Ví dụ như là ghế chỉnh điện 8 hướng chúng ta thành ghế chỉnh điện 6 hướng này. Xe sẽ không còn trang bị tính năng chống ồn chủ động như bình thường, chúng ta có thêm hai cái nữa đây. Đây là mic dùng khi làm thoại rảnh tay. Đấy, còn chống ồn chủ động cũng đã cắt rồi, một số tính năng khác nữa. Hai cầu, 4 chế độ lái. Chung là về em này thì vẫn còn adaptive cruise control, không thiếu gì cả. Vẫn rất mê. $1.399.000 và giảm 80. Quý anh chị có nhu cầu tìm hiểu về giá xe cũng như là tư vấn thêm về sản phẩm thì vui lòng liên hệ trực tiếp với em Hùng qua hotline đang đính kèm ở trên màn hình để được nhận báo giá và thông tin khuyến mại mới nhất. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.